Ông Tây bất ngờ chia sẻ 7 điều mà người nước ngoài đừng dại dột mà làm khi đặt chân đến Việt Nam. Việt Nam Stronger xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, khi nói về du lịch Việt Nam thì nhiều người nước ngoài sẽ nói rằng wow, đây là một đất nước với đầy danh lam thắng cảnh, thật nhiều món ăn tuyệt vời và con người thì thân thiện dễ mến. Thế nhưng mà cũng có những vị khách không may mắn như vậy. Đôi khi họ gặp những sự cố ngoài ý muốn vì lỡ mắc vài sai lầm khi mà đi du lịch Việt Nam. Quả là như vậy. Mới chân ướt chân ráo tới Việt Nam, bạn lang thang trên đường phố và bất ngờ gặp cuộc gọi của Tào Tháo hoặc là quên bảo đảm sự an toàn cho chiếc điện thoại thì xui cho bạn rồi. Đến nỗi, các bạn Tây phải ngao ngán mà thốt lên rằng muốn sát hạch lòng can đảm thì hãy tới Việt Nam. Thế nên, để sửa soạn hành trang du lịch Việt Nam cho người nước ngoài, mới đây một bạn Tây đã chia sẻ 7 điều đừng dại dột mà làm khi đặt chân đến Việt Nam. 7 điều đó là gì? Mời các bạn hãy cùng mình khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Việt Nam là một điểm đến đa dạng và hấp dẫn, nhưng cũng ẩn chứa đầy điều bí ẩn và kỳ thú. Đó là lý do tại sao bạn nên tìm hiểu về Việt Nam trước khi đi. Ronan O'Connell đã viết như vậy trên chuyên trang du lịch World Nomads. Anh là một người tự do, thường xuyên đi đến Việt Nam để trải nghiệm văn hóa và con người nơi đây. Trong bài viết này, anh chàng Tây đã chia sẻ lời khuyên của anh ấy với những điều mà không nên làm ở Việt Nam. Đây là những lời giới thiệu ở phần mở đầu của anh chàng. Trước khi du lịch đến một quốc gia mới, hãy thực hiện một số nghiên cứu về nghi thức và phong tục địa phương để bạn sẵn sàng trải nghiệm văn hóa mà không vô tình xúc phạm bất kỳ ai. Ở Việt Nam, người dân địa phương rất đánh giá cao những du khách cố gắng tuân thủ phong tục của họ. Họ sẽ sẵn sàng tha thứ nếu bạn làm sai. Để tối đa hóa chuyến thăm của bạn đến đất nước hấp dẫn và lôi cuốn này, đây là những lời khuyên mà chúng tôi để bạn có thể tránh được những cú sốc văn hóa và tận hưởng Việt Nam theo cách hạnh phúc nhất. 1. Đừng dừng lại khi qua đường. Anh chàng Tây đã mạnh dạn chia sẻ rằng đừng đột ngột dừng lại hoặc hoảng sợ khi băng qua những con đường đông đúc. Chỉ cần tiếp tục đi bộ, nhìn vào những người lái xe và vẫy tay trong không khí, họ sẽ tự động tránh bạn ra một cách thần kỳ. Hãy bình tĩnh và tiếp tục bước đi, không có vấn đề gì đâu. Các bạn ạ, từ lâu nay thì giao thông Việt Nam trong mắt các vị du khách nước ngoài được ví như là ác mộng, đại dịch, ma trận, là chốn địa ngục mà chẳng ai dám chắc là mình sẽ bình yên trở về. Các anh Tây cao to 1m8, 1m9, lực lưỡng như là lực sĩ, vạm vỡ như là Superman cũng phải run cầm cầm vì mới nhón chân xuống đường đã bị chị ninja len mình tạt đầu, bẻ bánh, không biết làm sao có thể né cho kịp. Mẹo nhỏ này chỉ cứ đơn giản là các bạn hãy cứ bước đi theo hướng thẳng, không quá nhanh và cũng đừng quá chậm, và đặc biệt là đừng dừng lại hay chuyển hướng đột ngột. Vậy là du khách nước ngoài từ nay đã biết cách sang đường một cách chót lọt mà không phải trải qua những phạt thót tim hay là đi tới đi lui, vã mồ hôi vẫn chưa qua được đường nữa nhé. Bật cười vì quá là hài hước, các bạn khán giả Việt Nam lại nhanh nhào vào bình luận rất sôi nổi. Mỗi lần đi thành phố Hồ Chí Minh mà qua đường là như muốn đặt dấu chấm câu cho quãng đời tuổi 17 vẽ chơi. Giao thông Việt Nam là trò chơi và thử thách khó nhất thế giới mà người nước ngoài đã công nhận như lò luyện sự can đảm cho Tây vậy. Đi sang đường ở Việt Nam như kiểu tin tưởng vào bản thân và tin tưởng vào tài xế ấy. SEA Games sắp tới nên đưa bộ môn qua đường vào thi đấu. Khách nước ngoài sang đường được ở Việt Nam coi như là hoàn thành một cuộc cách mạng lớn rồi. Và đúng thật, hiện tại người nước ngoài cũng phải chú ý, đừng nên đụng vào đội quân hùng mạnh nhất thế giới. Đó là anh hùng bàn phím Việt Nam, đụng vào xem như toang. Cư dân mạng đã nói gì là chúng phóc ngay. 2. Trừ khi bạn có kinh nghiệm, đừng đi xe máy ở Việt Nam. Lại nói tiếp về vấn đề giao thông, có vẻ như là anh bạn Tây này khá là ấn tượng với ma trận giao thông ở Việt Nam. Cùng nghe anh chàng Tây này mô tả nhé. Tôi luôn bị ấn tượng mỗi khi đến Việt Nam, số lượng xe máy đáng kinh ngạc, nhiều hơn ô tô với tỷ lệ hơn 20:1 ở quốc gia này. Thật hấp dẫn khi tham gia lái xe vì giá thuê xe máy rất rẻ, người nước ngoài thuê phiên bản 50cc trở xuống là hợp pháp. Tuy nhiên, như đã giải thích trong hướng dẫn lái xe mô tô tại Việt Nam của chúng tôi, đây không phải là quốc gia dành cho người mới. Nếu bạn là một tay đua mô tô kỳ cựu thì bạn có thể thử. Nhưng những người nghiệp dư có thể dễ dàng gặp rắc rối do giao thông đông đúc và khó đoán vô cùng. Mặt đường thường không bằng phẳng và các quy tắc đường bộ của Việt Nam thì dài như một bài sớ. Thực tế, không chỉ với những du khách nước ngoài mà ngay cả với người Việt Nam, giao thông cũng là một sự hỗn độn mà không giống ai. Đèn đỏ, chằng chịt, đường dành cho người đi bộ dường như là chỉ vẽ ra cho có mà thôi, bởi hầu hết các phương tiện giao thông liên tục bay veo veo. Nhưng chẳng hiểu sao tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam cũng khá là thấp. 3. Đừng mang túi của bạn với dây đai mỏng hoặc túi mở. Lời khuyên tiếp theo là đây, đừng đứng ở các góc phố với điện thoại di động của bạn được giữ trong tầm tay. Tội phạm bạo lực rất hiếm ở Việt Nam, nhưng tội phạm nhỏ thì phổ biến hơn. Hãy loại bỏ những đồ trang sức không cần thiết vì nó cho thấy bạn có tiền và có thể khiến bạn trở thành mục tiêu của những kẻ trộm cắp vặt. Giữ túi trước mặt, quấn quanh vai để bạn không trở thành nạn nhân của kẻ cướp túi khi lái xe.
Thật không may, bạn cần phải cảnh giác vì nạn giật túi là một vấn đề lớn ở Việt Nam, ngay cả ở các đền chùa. Đúng là cười ra nước mắt, cần phải bổ sung là cần cảnh giác những màn kịch trên đường phố. Có thể bạn là con mồi bất cứ khi nào đó. 4. Hãy chuẩn bị tâm lý khi đến nơi công cộng. Anh chàng tỏ ra vô cùng tâm đắc với lời khuyên này, vì có vẻ như chính anh cũng đã trải nghiệm cảm giác khó xử khi ở Việt Nam. Đừng hôn và âu yếm công khai. Những thể hiện tình cảm cá nhân này không được coi là phù hợp ở Việt Nam. Nắm tay nhau thì được, đặc biệt là khi bạn băng qua đường, con đường đông đúc. Hãy ăn mặc lịch sự, đặc biệt là đối với du khách nữ. Người Việt Nam khá là bảo thủ về cách ăn mặc của họ và sẽ là thiếu tôn trọng nếu mặc quần áo thiếu vải ở nơi công cộng. À, đặc biệt là hãy nhớ ở Việt Nam không hề có nhà vệ sinh công cộng. Khi mà bạn bị Tào Tháo gọi nhưng anh tài xế muốn bạn đi du lịch thì tôi cũng xin đành đầu hàng. Tình huống này thật sự là xui xẻo cho bạn. Nếu không ngại, bạn có thể xin các ngôi nhà ven đường. Họ rất dễ thương và sẵn sàng cho bạn đi nhờ nhà vệ sinh bất kỳ khi nào. Các bạn ạ, anh bạn Tây nhắc đến thì mình mới nhớ ra, mình vẫn luôn thắc mắc là tại sao ở nước ta cứ bước 5 bước thì lại có một quán bán đồ ăn thức uống, trong khi tìm mỏi mắt thì không có một cái nhà vệ sinh công cộng. Hèn gì, ai lần đầu sang Việt Nam cũng bị bỡ ngỡ với tình huống khó xử này. Thôi thì cứ cười một nụ cười tự tin rồi tính tiếp. 5. Cẩn thận bị chặt chém. Anh bạn Tây cho ra một lời khuyên mà theo mình là khá là chính xác đấy. Đó là luôn thương lượng giá cả chính xác trước khi bạn ngồi sau xe máy hoặc mua bất cứ thứ gì trên đường phố. Những năm qua, hình ảnh người đánh giày, tài xế taxi, xích lô, treo kéo, ra tay chặt chém du khách thỉnh thoảng lại xuất hiện trên các mặt báo và mạng xã hội. Những bạn nào hay đi du lịch thì chắc hẳn là đều đã nhận ra những vấn đề rất là nhức nhối tại các địa điểm nổi tiếng về du lịch ở Việt Nam. Nếu tình trạng chặt chém, vòi tiền, đeo bám vẫn cứ tiếp diễn thì không chỉ khách du lịch nước ngoài không quay lại du lịch lần thứ hai mà ngay cả người dân trong nước cũng không còn mặn mà muốn đến thăm thú một nơi nào có để trải nghiệm khó chịu như vậy. Tuy nhiên thì Việt Nam cũng có nhiều điều khá là thu hút du khách, nhưng có lẽ chặt chém vẫn là một căn bệnh nan y khiến cho hình ảnh Việt Nam bớt đẹp trong mắt du khách. Đôi khi những trải nghiệm của họ ở Việt Nam thật tuyệt vời, con người Việt Nam rất thân thiện, cho đến khi bị tài xế xích lô chặt chém thì thấy không còn vui nữa, hụt hẫng với cảm giác như mình bị lừa vậy đấy. 6. Thể hiện sự tôn trọng tôn giáo ở Việt Nam. Anh bạn Tây đã đưa ra lời khuyên này dựa trên những quan sát mà anh thấy được khi đến Việt Nam. Những ngôi chùa Phật giáo mạ vàng, những ngôi chùa đạo giáo đầy màu sắc và những nhà thờ Thiên Chúa giáo trang nghiêm, những công trình kiến trúc tôn giáo vương giả của Việt Nam là một trong những điểm thu hút nhất của đất nước. Tôi đánh giá cao chùa Trấn Quốc ven hồ của Hà Nội, nhà thờ Hồng Hà của thành phố Hồ Chí Minh và chùa Thiên Mụ cổ kính của Huế. Mặc dù du khách đến ở địa điểm tôn giáo này không được hướng dẫn cụ thể nhưng vẫn có quy định về trang phục bất thành văn. Dù sao thì đây cũng là những nơi thờ cúng trang trọng, vì vậy đừng mặc bất cứ thứ gì quá hở hang nhé. 7. Đừng chụp ảnh bất kỳ cơ sở và thiết bị quân sự nào. Có vẻ như điều này khá là lạ lẫm, nhưng nó cũng là rất thiết thực đấy. Tác giả biết rằng, đừng chụp ảnh bất kỳ một cơ sở và thiết bị quân sự ở Việt Nam. Hãy nhớ kỹ, điều đó là vi phạm an ninh quốc gia và bạn có thể phải ngồi tù. Tôi nghĩ bạn sẽ không muốn dành kỳ nghỉ của mình tại nhà tù ở Việt Nam đâu. Đặc biệt, đừng nói chuyện một cách thiếu tôn trọng về chủ quyền lãnh thổ hoặc lãnh tụ quốc gia Việt Nam. Đó là một sai lầm tai hại nhất. Một câu nói vạ miệng có thể dắt bạn đến đồn công an cùng với ấm nước chè và anh bạn điển trai trong bộ quân phục màu xanh. Chúc bạn may mắn! Chuẩn luôn các bạn nhỉ, tự do ngôn luận thì Việt Nam có thừa, có điều phải nói đúng và chứng minh được điều mình nói. Còn nói cho sướng cái miệng và quên mất đúng sai thì cứ liệu chừng. Việt Nam chúng tôi không phân biệt đối xử. Bạn có là ông Tây, bà Đầm hay là châu Âu, châu Á, bạn đã sang Việt Nam thì hãy quý trọng Việt Nam. Chúng tôi sẽ đón bạn bằng nụ cười rạng rỡ. Tin chắc rằng nếu các bạn nước ngoài thuộc nằm lòng 7 điều nói trên thì trải nghiệm đến Việt Nam sẽ thăng hạng vượt bậc đấy. Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ và may mắn trên đất nước hình chữ S của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình, cũng như là cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy để lại bên dưới phần bình luận và đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!